Những trận đấu sau đây không chỉ là đấu với các đối thủ mà còn là sự cạnh tranh trong đội ngũ của các cầu thủ nhí. Chúng ta sẽ phải chia tay với 4 bạn và chỉ còn lại 10 bạn mà được ban chuyên môn đánh giá là xuất sắc nhất để bắt đầu đi thi đấu ấy. Khe, chuyển đi, khe, khe. Nào, cố gắng lên, cố gắng lên. Và, trời ơi. Nào, đi đi. Đã có cầu thủ bị đau trên sân. Chăm sóc các bạn của mình là điều cực kỳ quan trọng. Bên phía đội bạn có một cầu thủ trông như củ khoai. Thưa quý vị, mới chỉ có 2 buổi tập luyện với nhau thôi mà các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu như thế này. Mặc dù là có những cái sự phối hợp chưa ăn ý nhưng mà đã thể hiện cái năng khiếu của các bạn rất tuyệt vời. Và cái khả năng cốt dọc này, tôi xin lỗi phải làm lại cái gôn vào lại không vào. Khi mà phát bóng ấy thì con đẩy cái vạch của con này, con đẩy cao lên phát. Vào giờ phút mà Phúc Khang ra sân thì chúng ta lại thấy xuất hiện quay trở lại một nhân vật mà cũng đã tốn rất nhiều giấy mực. Dạ, con đã bị loại ở top 17. Con rất là mong muốn thầy Hồng Sơn cho con thêm một cơ hội. Hôm nay con rất là bất ngờ vì thầy Hồng Sơn đã thông báo cho con thêm một cơ hội, con rất là vui. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thứ hai, đó là cầu thủ nhí B đấu với Ngọc Hùng, Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, sút. Wow. Hùng Hoan. Tôi còn nhìn thấy, nếu mọi người để ý thì chúng tôi thấy rằng là khi Hùng Hoan đá một cú như trái phá, không khác gì một cầu thủ rất nổi tiếng thời gian cách đây khoảng gần 20 năm, đó là Viali.